Kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng tôi xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn lễ tang thật sự hết sức đau lòng. Đó là lễ tang của mẹ của Lê Dương Bảo Lâm. Đó là mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm, thưa quý vị, là bà Đặng Thị Kim Thủy, pháp danh Trơn Diệu Hiền. Bà sinh ngày 8 tháng 3 năm 1970, nguyên quán tại Cần Thơ. Trong thời gian vừa qua, bà mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được con, cháu cùng toàn thể các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, song vì căn bệnh quá nặng, bà đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 23 tháng 10 năm 2023, tức là ngày 9 tháng 9 năm Quý Mão, hưởng dương 54 tuổi. Chương trình tang lễ, lễ nhập quan vào lúc 7 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2023, tức là ngày 10 tháng 9 năm Quý Mão, và lễ viếng được tổ chức từ lúc 9 giờ thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2023 đến 8 giờ ngày thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023. Đây là một sự mất mát đau thương đối với Lê Dương Bảo Lâm, thưa quý vị. Khi mẹ vợ qua đời thì Lê Dương Bảo Lâm cực kỳ đau xót, nghẹn ngào. Tuy rằng là mẹ vợ nhưng Lê Dương Bảo Lâm lúc nào cũng quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ và động viên cho mẹ của mình rất nhiều. Những ngày tháng qua khi sống cùng với gia đình của mẹ vợ thì Lê Dương Bảo Lâm lúc nào cũng đối xử rất là tốt với bố, mẹ rồi anh chị em bên ngoài. Nhưng ngày hôm nay bà Đặng Thị Kim Thủy đã không còn nữa. Lê Dương Bảo Lâm thật sự khi nói đến mẹ mình, anh lúc nào cũng nghẹn ngào, xót xa và cũng chia sẻ những kỷ niệm của mình khi ở bên mẹ. Những ngày tháng khó quên khi Lê Dương Bảo Lâm được sống chung cùng với mẹ vợ của mình. Những ngày tháng đau đớn bệnh tật của mẹ thì Lê Dương Bảo Lâm lúc nào cũng quan tâm, chia sẻ động viên, mong cho mẹ mau chóng vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo này để có thể tiếp tục chung sống với gia đình, để sống với các con. Hôm nay mẹ không còn nữa, đây là một sự mất mát quá to lớn đối với Lê Dương Bảo Lâm cùng người vợ và toàn thể các con cháu hôm nay. Mãi mãi mất đi một người mẹ, mất đi một người bà lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ cho các con của mình. Những chặng đường chữa chảy bệnh tật cho bà vừa qua là những tháng ngày gian lao vất vả. Tuy rằng có vất vả cực nhọc nhưng Lê Dương Bảo Lâm lúc nào cũng cố gắng từng ngày, mong cho mẹ được tai qua nạn khỏi để tiếp tục mẹ chung sống với gia đình. Nhưng tiếc rằng hôm nay mẹ của Lê Dương Bảo Lâm không còn nữa. Âu cũng là số phận nghiệt ngã của mỗi con người chúng ta. Hôm nay những hình ảnh này các quý vị nhìn lại, chúng ta có thể thấy rất là đau xót, nghẹn ngào. Đây là toàn cảnh lễ tang của bà mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm. Thật sự ai cũng nghẹn ngào xót xa. Khi bà Đặng Thị Kim Thủy còn sống trên trần thế thì đối với chồng, đối với các con, bà lúc nào cũng luôn luôn là một người vợ, người mẹ, người bà mẫu mực, lúc nào cũng dạy bảo cho các con, các cháu và lúc nào cũng quan tâm chia sẻ với các con rất là nhiều điều. Vậy là người mẹ của các con không còn nữa, người bà của các cháu cũng đã vĩnh viễn rời xa trần thế.
không bao giờ có thể gặp lại như lúc xưa. Vậy là từ nay Lê Dương Bảo Lâm mỗi khi đi diễn về chẳng bao giờ được gặp mẹ, chẳng bao giờ nhìn thấy hình bóng thân thương của mẹ trong nhà như ngày nào được nữa. Thật sự đây là những nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Cũng cầu mong các quý vị, chúng ta hãy dâng lời để niệm Phật, để cầu nguyện cho bà được ra đi thanh thản. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Mời quý vị theo dõi video.